Mình xin chào các bạn nha. Okay, bây giờ mình mấy anh em mình bắt đầu đi qua cái ngọn đồi khác để tìm nấm trùng nhung các bạn. Bữa nay có đại gia đình mình xuống đây luôn. Có thêm hai vợ chồng đứa thứ em thứ năm với thứ sáu. Hai chồng đậu xuống sau mà không biết giờ đi lạc đâu mất rồi. Hai chồng ông anh hai mình thì đi xuống ngọn đồi kia trước rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua đó mình tìm. Đây, nguyên đoàn đi hai nắm của mình đây. Mấy đứa em thì nó đi theo chơi thôi các bạn. Ok, giờ mình mời các bạn theo dõi mình nha. Ai? Mấy cái nấm mồng gà vòng vòng trong đây là có nhiều nè, thường á. Dạ, trong đây nè. Wow, đi lên tới đây gặp ngay cái cảnh trời nắng rất đẹp nha các bạn. Nhìn cái ngọn núi bên kia, mùa thu lá vàng, nhìn đẹp quá ha. Hay, mình mới trèo được có nửa ngọn đồi này, đứng lại đây ngắm cảnh. Giờ phải đi ra thuốc trên đó nữa. Hai chồng ông nông dân là đi lên trước trên đó rồi. Giờ mình lên sau. Ê da, nãy giờ mình đi trèo mấy ngọn đồi, lội mấy con sông mới tìm được hai vợ chồng nông dân này. Bị nắm vụ đi qua bên đây nãy giờ em ru. Quá trời. Nãy giờ tao gọi quá trời luôn không. Có lên trên kia chưa? Tôi mới đi tới đây nè. Cái mé đồi bên kia có qua chưa? Vừa mới đi tới đây nè. Ừ. Mới ra tìm được cho này nắm dù không hả? Hồi bữa mình đi lại đây mà không có xuống đây. Không xuống. Đó là chắc chưa ai tới. Có hù. Hù nó ăn á, cả trời luôn á. Wow, trứng nhiều ổ quá vậy. À, mà dù hết rồi. Wow, hai trời. Ui, da, trời ơi. Thấy cái đống nấm này hết hồn cái. Mình muốn xỉu các bạn. Wow, hai chồng nông dân. Mới vừa đi vào đây mở hàng đó. Mở hàng nguyên một đống luôn hả? Ừ. Đã dễ sợ ha. Wow, cái này chắc cũng mười mấy mấy cái khó à. Cái á. Mà dù hết ha. Tại cái nghĩa chắc ha. Nè. Wow. Đi đi nữa nè anh ơi. Ừ. Đi quay nó là nó nói không à. Không có kiếm. Ồ, cái chứ đó búp á. Thì không. Thôi mẹ anh lo kiếm đi. Trời ơi sao mình đạp cái này nó nát hết rồi. Lo còn người ta hái là không, mình không lo kiếm đó, mày, đi ở ngoài là chạy nước miếng mà không có chịu lo kiếm đâu, chỗ nào ta đâu? Nhường cho đó, đó hay nè. Tại vì nãy giờ mà lên cái dốc đồi này mệt rồi. Anh đạp nó sao nó bị bể. Hay mình thấy ở dưới kia nó khó rồi, để mình đi xuống dưới cây. Ờ dưới đang trắng rồi chết ơi. Ừ thì thấy có một cái dưới đó. Rồi em đi. Hai rồi có nhiều lần đấy. À chừng đó đang có nhiều hả? Ở đâu á? Ở trên tôi đang cao á. Chỗ này hả? Thì tuổi nó đang cao rồi đó. Ai trèo lên mấy cái cây chằng chịt này mệt quá các bạn. À, đây mình thấy có một cái rồi đây nè, dù nè. Đây nè các bạn. Wow, trắng nõn luôn. Đây. À, ngồi nghỉ mệt một cái. Đập ha. Ù dù rồi. Thơm điếu ạ, hai cái
hái các bạn. Ba. Hai được hai cái. À, thằng em nó điện ở trên. Nó ở trên đó có nhiều, giờ mình đi từ từ lên đó. À, cái chỗ này mình thấy cũng có nhiều người bươi tùm lum rồi. Chắc mấy giấc cũng còn, coi mình tìm còn sót ô đây nè. Đây nè, còn sót một cái nè. Mới giờ hé nụ nè. Đây nè các bạn. Thằng búp ha. Nhỏ. À, cái kia nhỏ để dành đi. Trên kia mấy đứa em như nó nói là chẳng có nhiều lắm. Hey, hình như mình đã thấy ở dưới rồi. Đây có cái gì trắng trắng nó lú lên đây. Ồ, chỗ này nè. Có một cái lên quá trời nè. Có gì đây? Wow, đúng rồi, nói này nè các bạn. Trời ơi ha. Ồ, dù hết. Wow, cái này to đúng rồi nè. À, mình thấy trên kia nó cũng có cái nè. Để mình làm. Chẳng chật quá. Nhỏ cây này trước cái đi. Cái này thì dù rồi. Wow, cũng to điếng ạ. Đây này đi. Mình thấy nó có một cái hé nữa kìa. Đây, để mà làm sao đây, mình lên cái này trước cái đã. Đây này cũng u rồi. Trên đây này các bạn. Đây nè. Cái này thì nè. Nó lôi lên một nhát lên là dễ thấy hơn. Kia nó nghe trung ảo hay gì đó ông sòm nắng đây ui đất lại các bạn thấy trên đó còn u á để mình lên sao đi mình thấy thằng này cái nó có cái u ở đây nè đây à, cái ha này nè các bạn trời lên nè cái này khó thấy rồi ha mới nứt nẻ rồi wow đây nứt nẻ mà sao nó bị nở hết rồi. Gãy ngang này cũng quá. Giòn rụm mà. Cái gốc đó, tại bị cục đá. Chỗ này bị đá nhiều quá, gốc nó nữa. Không có gì ăn được. Wow, mấy người đằng kia. Là ôm sòm chắc trúng rồi. Để mình đi vòng vòng để coi coi. Mấy người kia đang ở tuốt ha, mé bên đồi bên kia. À, đang xếp xối. Lội đang cây nóng. Cũng nghe nè ha. Mấy chỗ này nè, đây nữa nè các bạn. Đây nè. Wow. Chỗ này có người bơi rồi á. Không. Đây nè. Wow. Hai cái. Hai cái đã không?
ừ cái này nó dính nè. Wow, cái này ăn sâu ta. Sâu các bạn, mình phải chịu khó mình môi lên. Nó không thấy, ồ nó bị đá kẻ nữa. Nên cái nãy đầu tiên mình gỡ ra, cái nó gãy. Đây nè. Này, phủ lại các bạn. Đây, coi cho nó u nó không đây. U đây không? Không phải. Đây nè. Phải. Đây nè, mình thấy đây có nữa nè các bạn. Cái này nó lồi lên luôn ha. Đó. Đây. Cục đá nó che lại nè. Không mất rồi, đây. Lắc, ở trên mình nhìn ở trên có một cái nữa. Wow, cái này to ha. Cái này các bạn, ở trên nè. Mấy ở trên nó hí chút xíu đó, không biết các bạn thấy không. Nhưng mình lấy rồi đó, đây nè. Cái này nhỏ. Cái nữa. Hai cái. Con dây nó lại chỗ này, nó nằm chưa thất nhưng mà nó cũng có cũng bọn nè. Wow, mấy người kia nghe là ôm sầm ở bển, trúc mắm ở bển là sao ta? Hãy kể đi, mình đây mình cũng có rai rai cũng được rồi. Đến nhìn cảnh đẹp chút xíu. Đây, mình để đây gom dâu. Hả? Nhiều hay chốn bên kia hả? Có đây rai ra giống nhiều. Wow. Mà đừng có đi theo một cách nữa. Simply Alien là lên đây trúng mánh rồi hả? Wow. Có kinh nghiệm chưa? Có kinh nghiệm chưa? À, tại nó nằm trồi ở trên dòm thấy. Trời ơi, được 4 cái wow. Vòng vòng luôn á. Đóng luôn nè, với thuốc luôn anh ta. Đây là thông nữ Cà Mau đây các bạn. Wow. Hôm nay. Wow. Hôm nay hôm nay thông nữ Cà Mau trúng mánh rồi. Wow. Wow, toàn là búp không rồi đây. Búp không hình à. Đó không? Wow, này chắc cũng được 5 pound có rồi ạ. Wow. Không này búp phải không? Búp không ạ. Không uổng công trèo lên cái ngọn đồi này rất là cao. Đây đi quay. Còn bà nông dân đã cũng trúng mánh đó ta. Đây nè, thấy không? Wow. Cái vỏ kia là bỏ dưới rồi. Ông dân ngày hôm nay có, giỏi quá ta. Trời, ông dân tự nhiên mất kháng ghê luôn á. Về ông dân á, về ông nông dân ông thưởng cho. Thôi. Hôm qua ông mất sáng, hôm nay mình mất sáng. Trời vỏ rồi hả? Cái vỏ kia đầy rồi. Vỏ đặng á. Ừ. Nè. Nhiều lắm, anh ba vòng vòng nó nhiều lắm á. Ừ, wow. Nó chưa lòi lên thôi. Nhiều lắm. Nặng dữ không ạ? Này đi. Này đầu cho ái thì kiếm được. Mọi đi kiếm nữa, mọi đi. Này con tìm được mới thấy không? Ai tìm á? Hả? Ai đó? Có tao chứ ai? Ở chỗ đó luôn hả? Ừ. Sao không bỏ vô đi? Đi nhà bỏ nè. Đây, nguyên một đoàn dân hái nấm đây. Wow, cũng không hết á. Thôi đó, bây giờ tôi sẽ chạy xuống bút trước. Xiên tìm được nha mấy ca xiên. Đi băng qua mấy cây nè. Thôi, bỏ vô vỏ. Ôi dạ. Đây, chỗ này mình tìm được như đây đây. Dù có bốc có. Thấy không? Get the back hit?
Cái là kinh nghiệm mấy chục năm mà mày. Có một cái bự quá. Cái không có lắc nó cái gãy ngang đúng không? Không bán được hả? Ăn. Chiến đồ mấy cái. Đây, giờ mình đi qua cái ngọn đồi bên kia. Trời nắng rồi. Tranh thủ đi để tối. Đây, giờ mấy anh em này ngồi nghỉ mệt. Ăn cho đỡ đói rồi mình sẽ tiếp tục đi tiếp các bạn. Ăn khô bò. Tại à, dương này phải có khô nai ăn mới ngon chứ. Xé ra đi. Ăn mới ngon đấy. Nghỉ chút rồi đi. Hơi hại. Mà nông dân nãy giờ hái được nhiêu cho khoe cho coi coi. Trời này, bữa nay nghe nói bữa nay bà khen bà giỏi lắm các bạn. Cho nên mình lại mình xem thử coi. Hay là tự khen á. Bà nói bà khen tự mình khen đi khen mình hoài à. Bởi vậy. Có nước uống ăn. Mình không tin giờ mình lại mình xem coi. Wow, đầy rổ nữa rồi ta. Đây nữa. Bịch nữa hả? Trời ơi, bịch hai bên luôn, hai bên hai bịch luôn các bạn. Đây đây. Wow, ở trong đây nè. Ừ. Đây là một ổ luôn á, nó được như đó đó. Không như đó hả? Ha, ghê hả? Cái này giỏi quá trời ta. Bởi vậy. Còn ông nông dân này được gì ông nông dân? Không có việc gì hết. Ông nông dân này bữa nay là chắc là đi để cho teo bụng mỡ nè. Thấy không teo mà phì ra không à. Rồi tội nghiệp không. Rồi nó đang ăn. Đang đi cho teo mà ở trên đó ngậm cái cục đó làm sao teo nổi. Nó teo có gì? Hả? Đâu, đâu có cái gì teo đâu. Nó phì ra không à. Cái gì không muốn teo thì nó teo, còn cái này muốn teo thì nó không teo. Này, mấy mình em mình giờ ngồi đây nghỉ mệt chút xíu rồi xong cái đi tiếp các bạn. Coi anh Thịnh á nè. Hai chồng đậu không biết đi đâu rồi. Coi anh Thịnh á, anh đi có chút nọ. Ngày nào đi cũng đi mà chỗ khác không à. Cho xem thử coi. Đi lên được kiếm được ổ rồi các bạn, mình ổ nấm nè. Nấm này nấm ở chỗ ướt. Ướt nhưng mà nó cũng có búp dù với búp nữa nhưng mà nó tươi, nó có xíu là ngon á. Thì nói chung cũng không có uổng công mấy anh em mình leo cái ngọn núi này để tìm nấm. Bây giờ thì chuẩn bị xuống núi để qua bên kia về tìm có nữa hay không. Thôi em xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nó xíu mà nó đâu có bằng. Rồi, mình đi nãy giờ một buổi cũng mệt rồi các bạn. Giờ mấy anh em ngồi đây nghỉ chút xíu rồi mình sẽ đi qua cái ngọn núi khác, mình tiếp tục cuộc hành trình đi tìm nấm Tùng Nhung các bạn. Nấm mình núm Tùng Nhung trời. Có thật là trong rừng có nhiều nấm đủ thứ nấm nè. Bữa nay mình thu hoạch cũng được là khá bọn các bạn. Để mình quay lại cho các bạn xem. Đây nè, đây là thành quả của mấy anh em ngày hôm nay nè. Người nào cũng rất là nhiều các bạn. Toàn là búp không đó, ú nụ à. Cái này là mình đi mình tìm mấy cái loại nấm như vậy nó mới ngon nè các bạn. Mình đi tìm nấm thì mình tìm loại ú nụ toàn do, còn người đi thì không muốn ú nụ toàn do nha các bạn. Cái này là ú nụ toàn do nè. Phan để chạy xíu đi. Giống chuyện gì tạo không? Nó hai với chúng em. Nó hai rồi, ngay kìa. Cái nấm này là cái nai đi. Cái này nó vừa lùng mà nó vừa ú. Giống như là con sáo nè, con sáo nè, đó. Nó đã loại này. Tại vì chân ngắn. Còn hệ chân dài và mập là giống ông nông dân. Ông nông dân chân dài luôn ha. Ông nông dân lùng với ma mập mới giống ổng chứ còn chân dài mà có dù thì bà nông dân đó. Nông dân với ông nông dân hôm nay cũng là thu hoạch là khá nhiều ha.
Ờ, nhiều luôn á. Hôm nay bà rất là giỏi. Sao? Về thưởng cho bà cục kẹo. Con vợ chồng đậu. Vợ chồng đậu thì bữa nào cũng ra đây hô gặp gặp, đi tới chiều tối mới gặp các bạn. À, nó trốn rồi nè. Ừ, chắc nó trốn đi khóa chỗ nào. Em rồi. Wow. Nắm nhiều ở sao đó, hay là đi thầu nắm đó, không biết nữa. Thầu nắm. Thôi cái video của mình tới đây xin tạm dừng các bạn. Mình hẹn các bạn cái video bên ngọn đèo bên kia. Mình sẽ qua bên đó mình. Nếu có nắm thì rồi. Có video, còn nếu không thì nếu có nắm thì có video cho các bạn xem, còn không thì sorry. Ok, next time. Next year thì chưa còn mà. Bây giờ thì mới có giữa mùa nắm thôi các bạn, cho nên nếu mình rảnh thì mình sẽ tiếp tục. Nếu mà chân mình không có đau thì mình cũng ráng mình sẽ đi quay lại cho các bạn xem. Ừ, nếu mà không, nếu mà đi mà gặp được nắm nhiều thì lúc nào mình cũng có sức hết các bạn. Ok, mình xin chào các bạn nha.